Chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình đi thăm vườn. Vườn này là bước vào năm thứ 6 nha các bạn. Đây là gốc dổi nhá, năm thứ 6. Dổi này thì mình cho nó chạy một thân thôi nhé. Cao lắm. Cây này nhà mình nằm tầm 8 mét rồi. Đây là những cái quả trong Nam mình thì nó được hai vụ nhé. Đây là trái này là ra Tết là mình được hái nhé. Hiện tại là đang cho bông và quả chưa được to lắm. Ăn Tết xong là hái nha cả nhà. Đây, dòng dổi nhà mình là dòng dổi lá nhỏ nhé. Cái này đang trái đang còn nhỏ quá thì mình nhìn nó không có, nhìn nó không phê lắm. Đó, cây dổi này là bước vào năm thứ 6 nhé cả nhà. Đấy. Dòng này thì mình cho nó chạy một thân thôi nhé. Cây này hơi cao nên mình không quay lên ngọn được. Cái trong Nam mình thì nó ăn hai vụ. Một vụ ăn Tết xong là vô tháng 2, tháng 3 là mình được hái cái loại trái này này. Còn đó. Còn vụ chính nhá, là đây là tháng 2, tháng 3 là vụ trái mùa nhé. Còn vụ chính là vô tháng 9, tháng 10. Đây là vườn nhà mình. Vườn này được 100 cây nhé cả nhà. Nhà mình là chuyên cung cấp giống dổi lá nhỏ siêu trái. Đấy, cái thì đây là cái ngôi sao này. Thì từ ngôi sao này nó phát triển thành trái non. Đấy. Đây. Cao quá mình chỉ quay được dưới thấp thôi. Đó. Khoảng cách của cây là 6 mét nhé. Mình thì cung cấp đầy đủ luôn từ cây giống lá má cho đến cây dổi ghép nhé. Nếu mà bạn nào mà có nhu cầu về cây dổi thì liên hệ cho mình. Đảm bảo các bạn sẽ có giống chuẩn luôn. Đó. Quay buổi chiều thì nó hơi chói mặt trời. Cây bước vào năm thứ 6 thì sản lượng như năm ngoái là nhà mình đã được 7 đến 10 cân rồi. Một cây cho một năm. Cây rất là xa trái. Cây nào cũng như cây nào. Nó bắt đầu đang cho ngôi sao và phát triển thành quả. Anh chị nào mà có nhu cầu về giống thì alo cho mình nhé, 0979 068 967. Mình chỉ đi dạo dạo ở phần dưới thôi chứ còn ở bên trên ngọn nó sai hơn nhé cả nhà. Nhưng mà mình thì không có trèo được.
Bước vào năm thứ sáu rồi thì 100% cây nào cũng có bông có trái hết nhé. Đây là hái vụ trái vụ thôi đó. Còn vụ chính thì sẽ sai hơn nhé. Vụ chính thì sai lắm. Mình tranh thủ quay vậy thôi nhé các bạn. Chào các bạn nhé. Khi nào mà nếu mà có nhu cầu giống chuẩn về cái dòng dổi lá nhỏ này thì cứ alo cho mình. Mình cung cấp toàn quốc luôn, tất cả các tỉnh. Mình hiện tại đang cung cấp ngược giống ra ngoài Hòa Bình nhé. Rất là nhiều nhà đang trồng cây của nhà mình thì cho trái rất là sai luôn. Nhưng mà có điều thì ngoài Bắc thì nó sẽ chỉ có một vụ thôi, không được hai vụ như trong Nam của mình.